Thực ra thì mình thấy rằng là mỗi buổi là vô cùng ý nghĩa. Đầu tiên thì mình cũng thực ra là cũng ai cũng bận cả, thì mình cũng cố gắng dành thời gian, vì sau khi nghe cái phản hồi của khóa một thì mọi người vô cùng thấy bất ngờ và phản hồi rất là tích cực. Thì khi mà được nghe thầy giảng thì trước đây mình chỉ nghĩ rằng cái này có thể chỉ trong mơ hoặc nếu có thể thì là phải là xem những đơn vị đó hết sức chuyên nghiệp, nhưng mà lại không nghĩ rằng là nó lại có thể mình có thể biến những cái giấc mơ đấy thành hiện thực một cách đơn giản, mà mình có thể làm được bằng chính bản thân mình mà mình không phải để phụ thuộc vào người khác. Thì đấy là mình nghĩ là điều tuyệt vời nhất, bởi vì mình nghĩ rằng là cái việc mà thiết kế sai nó sẽ theo dõi chúng ta trong suốt quá trình mà chúng ta làm nghề từ bất cứ một vị trí nào, mà khi chúng ta đã chủ động rồi thì nói đúng như thầy hay nói rằng là cái vị thế hoặc là cái giá trị trong mắt của lãnh đạo khi mà nhìn nhận về đánh giá của chúng ta sẽ khác rất là nhiều. Thì cảm ơn thay mặt các tất cả các học viên của hai khóa, cảm ơn thầy, và hy vọng là chúng ta sẽ không chỉ là với hai khóa của BIM mà chúng ta sẽ có thể hợp tác tiếp theo nữa trong tương lai. Cảm ơn thầy rất nhiều. Mình mong rằng với những giải pháp tối ưu như vậy, kết hợp với tài liệu ôn tập chi tiết cùng với món quà đặc biệt này của Niceline, chúc anh chị chúng ta sẽ có những slide báo cáo bài giảng thuyết trình thật là chuyên nghiệp, để từ đó chúng ta sẽ tạo bước đệm tiến xa hơn trong sự nghiệp sau này. Thì một lần nữa Niceline xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng Niceline trong 4 buổi vừa qua. Xin cảm ơn. Hiện tại, Niceline đã mở đăng ký lớp học thiết kế PowerPoint hình thức offline đào tạo trực tiếp. Mong cả nhà có thể tham khảo thông tin chi tiết tại niceline.vn/hanoi. Nếu chúng ta đang ở tỉnh thành khác hoặc chưa thể học offline, mọi người có thể tham khảo khóa học thiết kế PowerPoint online toàn diện tại niceline.com để khai phá toàn bộ sức mạnh thiết kế tuyệt vời của PowerPoint.